cũng không có dám lập cái đạo. Lập đạo là chết liền á, không có ấn của cha, không có lực lệnh thiên đình, làm sao dám lập? Cái đó là nhân loại mà có người căn bản cũng phải biết. Huống hồ chi á, chuyện lập bàn thân ba lần, lần thứ nhất năm 2018 trước Covid, lúc đó mấy vị nói sắp sửa có bom nguyên tử đó con, thì lúc đó quảng hồn mình thương nhân người trên thế giới lập bàn thân ở trên á, mấy chư Phật ngồi trên bầu trời bữa đó có cha nữa, ok rồi con đại diện cho nhân loại, con xin sẽ không có bom nguyên tử. Tới ngày hôm nay chúng ta không có bom nguyên tử là nhờ ba cây nhang của Kiệt, 12 cây nhang. Đến khi mà thằng Nga nó sắp sửa đánh vô khoen chiếm thành Kiev, mình quản hồn nó mà chiếm Kiev, thì cái bà Venga, bà tiên tri, bà trúng hơn mình sao? Bà nói là Âu Châu sẽ không có bóng người sao? Bà là đâu có phải là chân mệnh cao, tôi siêu ông bà, tôi đâu để bà trúng cái này được. Thì từ đó mình mới sinh. Thì lúc đó mấy ông mà có cánh á, vỗ bạch bạch á, ông bay và ông phun tiết 40 mấy cây số mà xe tăng của nghe đó bị phô sành mà trong lúc trời nóng nha. Quý vị thấy có màu nhiệm không? Đó là trận thứ hai bằng thấn. Trận thứ ba là gì? Nước Việt sắp đại nạn chết đói. Là vì khi Biển Đông mà nổ súng, mà giống như kiểu mấy em gài mà Trung Cộng nó cho máy bay thả bom mà bay vòng vòng á, là nó cũng ngứa lắm rồi, chứ nó đâu có dư tiền đâu mà mua xăng mà nó bay kiểu đó. Mà khi mà đường hàng hải, đường hàng không mà bị không có cho vô nước Việt để không có viện trợ vô, thì quý vị nghĩ hiện giờ dân mình bệnh đang sống như thế nào? Sống từ lon gạo mỗi ngày, tính từ ngày đúng không? Mà trong vòng 3 ngày thôi mà không có cái gì thì làm sao mà sống? Có phải là đói la liệt không? Có ai bây giờ nghĩ nước Việt Nam mà bữa bị Covid mà bị chặn mấy ngõ hẻm mà đói không? Đói chết nhiều hơn Covid á. Thì mình biết trước mình nói. Cho nên hồi 30 tháng 4, một công ba bốn chuyện. Hey, cái ngày này á, là cái ngày không có ăn mừng và cũng không có phải là ăn buồn, là cái ngày này là cái ngày kỷ niệm thôi. Thì ngay cái đỉnh Thiên Long Sơn ngày 30 tháng 4, hồi bữa hổm cách đây 2 tháng, ở trên xuống và mình xin cho nó qua lẹ, tại vì mình thấy kinh tế nước Việt kiệt quệ rồi. Mấy vị hành căng này cũng hành vừa thôi đúng không, chứ hành quá đó mấy ông nội cứ chuyển tiền qua Mỹ rồi á, cứ lựa ai vào mấy ông bầu á, đi chiên bột thì cũng không có phe với người ta, không có công bình. Nên những người nghèo á thì đói, thì mới lập cái bàn 30 tháng 4. Thì lúc đó mấy vị bề trên á cũng cho một phần, chứ không phải mình ỷ mình con bữa cha cái mình cũng xin gì cha cho không á. Cha nói bữa đó tại xin là nói chuyện luôn, chứ không phải xin là phải chờ kết quả giải đáp tại chỗ. Thì nói mời con cha cho một phần còn lại là nước Việt.